Giá chung cư, đất nền đua theo bảng giá đất mới. Thông tin từ báo Tiền Phong, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến về bảng giá đất mới theo quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai năm 2024. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, bảng giá đất điều chỉnh theo Luật Đất đai năm 2024 đã thực hiện theo nguyên tắc thị trường, sát giá thị trường. Dựa trên dự thảo bảng giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HORIA, tính toán một quận và 4 huyện có mức tăng giá đất tại một số vị trí đất nền trên 30 lần, cá biệt tại huyện Hóc Môn có mức tăng giá lên đến 51 lần. Cụ thể mức giá đất tại quận 1 tăng 5 lần, quận 3 tăng 4 đến 9 lần, quận 4 tăng 11 lần, quận 5 và quận 7 tăng 6 lần, quận 6 tăng 5 đến 11 lần, quận 8 tăng 4 đến 18 lần, quận 10 tăng 5 đến 6 lần, quận 11 tăng 4 đến 9 lần, quận 12 tăng 3 đến 33 lần, quận Bình Thạnh tăng 5 đến 13 lần, quận Gò Vấp tăng 7 đến 11 lần, quận Phú Nhuận tăng 7 đến 8 lần, quận Tân Bình tăng 7 đến 12 lần, quận Tân Phú tăng 7 đến 17 lần, quận Bình Tân tăng 9 đến 17 lần, Thành phố Thủ Đức tăng 6 đến 35 lần, huyện Hóc Môn tăng 5 đến 51 lần, huyện Củ Chi tăng 9 đến 31 lần, huyện Bình Chánh tăng 2 đến 36 lần, huyện Nhà Bè tăng 7 đến 23 lần, huyện Cần Giờ tăng 8 đến 23 lần. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HORIA khẳng định, dự thảo bảng giá đất không tác động đến việc định giá đất cụ thể, không làm tăng chi phí nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án bất động sản, nhà ở thương mại. Lý do nhóm dự án này không áp dụng bảng giá đất mà chủ yếu áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Tuy nhiên, dự thảo bảng giá đất sẽ có tác động đến chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, do người sử dụng đất sẽ có xu thế đòi bồi thường cao hơn trước đây, chi phí đầu vào bị đẩy lên cao hơn, gây tác động dây chuyền làm tăng giá nhà, giá thuê nhà, tăng chi phí tiền thuê đất, thuê nhà xưởng trong các khu công nghiệp và tại các dự án đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch. Điều này dẫn đến việc có thể làm tăng giá cả hàng hóa nói chung và những tác động bất lợi đến cả các dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp thỏa thuận về những chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Về bảng giá đất mới sẽ tác động đến người mua không? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây để tìm câu trả lời nhé. Tác động đến người mua. Ông Ngô Đức Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TRS Holding cho rằng bảng giá đất mới sẽ tác động lớn nhất với người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhất là thực hiện các nghĩa vụ như chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận lần đầu. Đối với doanh nghiệp, khi giá đất cao, tức đầu vào cao thì đầu ra sẽ cao, sẽ tác động trực tiếp đến người mua. Tuy nhiên, dù trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư TKR Group khẳng định, với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, bảng giá đất mới làm chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù tăng vì càng ngày càng tiệm cận giá thị trường. Chi phí tiền sử dụng đất tăng, các loại thuế phí kèm theo cũng sẽ tăng. Các yếu tố này cấu thành giá và bất động sản và giá sẽ tăng trong tương lai. Tuy nhiên, ở góc độ tích cực, ông Thắng cho biết bảng giá đất mới thể hiện hiệu quả của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Cụ thể, khi có bảng giá đất sẽ giúp thời gian triển khai pháp lý dự án ngắn hơn, khai thông vướng mắc pháp lý. Trong vấn đề giải tỏa đền bù, khi tiệm cận được thị trường thì việc doanh nghiệp thỏa thuận với người dân sẽ dễ dàng hơn. Một điểm thuận lợi nữa là việc tính tiền sử dụng đất được giải quyết. Tiền sử dụng đất cho dù có tăng thì cũng rút ngắn được thời gian triển khai pháp lý dự án, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí tài chính. Tôi kỳ vọng ba luật có hiệu lực sẽ khơi thông pháp lý dự án, rút ngắn thời gian cấp phép dự án thì doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ bù lại chi phí tiền sử dụng đất thì làm giảm bớt việc tăng giá bất động sản. Tuy nhiên, việc cấu rút ngắn được thời gian làm pháp lý dự án hay không phụ thuộc rất lớn vào việc thực thi pháp luật của cơ quan chức năng. Nếu có bảng giá đất mới mà thời gian làm pháp lý dự án kéo dài, doanh nghiệp sẽ càng thêm gánh nặng chi phí. Khi đó giá bán nhà chắc chắn sẽ cao, ông Thắng nói. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé. Thông tin từ VTC News. Trong tọa đàm tiêu điểm đầu tư bất động sản trong bối cảnh mới diễn ra ngày 30 tháng 7, bà Nguyễn Hoài An, giám đốc cao cấp CBOE Việt Nam cho biết, dự báo nguồn cung bất động sản chung cư và bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng và được cải thiện từ nay đến 2026. Về mức giá, dự báo cả thị trường sơ cấp và thứ cấp chung cư Hà Nội tiếp tục đi lên. Mức tăng trưởng giá này là khoảng trên 20% trên năm, một con số chưa từng được ghi nhận từ trước tới nay. Bà Hoài An nói và cho hay, từ năm 2026, mức tăng trưởng này có thể ổn định khi đã tạo mặt bằng giá mới. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tăng trưởng giá ổn định 5-6% trên năm. Chúng ta có thể lý giải vì sao giá bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh gần như không tăng trong 2 năm qua, trong khi khu vực Hà Nội diễn biến tăng mạnh. Bằng cách nhìn lại mặt bằng giá đã tạo lập tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 2015 đến 2019 với mức tăng 15% trên năm và tạm dừng, bà Hoài An nhấn mạnh.
Thời gian gần đây, giá chung cư tại Hà Nội liên tục tăng, thậm chí tăng mạnh, trong khi giá chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng chững lại. Điều này khiến khoảng cách giữa hai thị trường đang thu hẹp. Phân tích rõ hơn, bà Hoài An cho biết, nếu như năm 2019, giá chung cư, nguồn cung sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội khoảng 30%, thì tới năm 2024, mức trên này đã giảm xuống còn 5% đến 7%. Tương tự, ở thị trường thứ cấp, chênh lệch giá cũng lùi từ 30% về khoảng 10%. Trên thị trường thứ cấp, về khu vực và quy mô, tại Hà Nội, tăng giá ở hầu khắp khu vực từ trung tâm đến ngoại thành, mức tăng từ 20 đến 25%. Ở khu vực xung quanh vành đai 3, chứng kiến tốc độ tăng giá rõ hơn những khu vực xa trung tâm. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận tăng giá ở thị trường thứ cấp với biên độ vừa phải, trừ những khu vực trung tâm, hầu hết chỉ tăng từ 1 đến 2%. Nguồn cung sản phẩm này đang rất hạn chế ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhất là với Hà Nội, sau khi trải qua biến động mạnh vào năm 2022. Nguồn cung tới nay đang chậm lại, giá bán của bất động sản thấp tầng, tương ứng với tăng trưởng nguồn cung có diễn biến tăng giá thấp hơn so với chung cư. Trên thị trường thứ cấp, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tăng trưởng theo năm chỉ 3 đến 4%, thậm chí với thành phố Hồ Chí Minh, giá trung bình đã điều chỉnh giảm. Diễn biến giá bất động sản thấp tầng phản ánh sự tập trung của thị trường hiện đang dành cho phân khúc chung cư. Trước thực trạng này, bà Hoài An cho rằng người dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khó mua nhà. Giá nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang ngang với Kuala Lumpur, Malaysia. Tuy nhiên, thu nhập của người dân Kuala Lumpur cao hơn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 4 lần. Như vậy, khả năng chi trả của người dân tại Kuala Lumpur cao hơn các thành phố tại Việt Nam rất nhiều. Tổng quan, dường như mức tăng thu nhập của người dân chưa theo kịp mức tăng giá nhà, chung cư ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, bà Hoài An nhấn mạnh. Về triển vọng trong tương lai, theo bà, nguồn cung chung cư tại Hà Nội sẽ tương đối dồi dào. Tiếp sau, nguồn cung về đất nền, bất động sản gắn liền với đất dự báo sẽ được cải thiện khi các dự án khu đô thị lớn được mở bán thời gian tới. Nguồn cung bất động sản mới mở bán đến từ 55.000 sản phẩm từ nay đến năm 2026 sẽ phân bố tập trung hướng tới đường Vành Đai 3, mở rộng ra Đông Bắc và phía Tây thành phố bên ngoài Vành Đai 3. Tỷ trọng của bất động sản Hà Nội từ 20 năm qua chủ yếu nằm ngoài khu vực Vành Đai 3 vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2025, tỷ trọng này sẽ tiến tới khoảng 60% và tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Với những thông tin vừa chia sẻ, bạn nghĩ sao về cơ hội đầu tư vào chung cư hiện tại? Liệu đây có phải là thời điểm vàng để xuống tiền? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản nhé.